Ở tại các nước châu Á, mức điện áp được sử dụng phổ biến từ 220V đến 240V. Đó là mức điện áp cung cấp cho các thiết bị điện gia dụng, bao gồm cả máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, nếu điện áp trở nên không ổn định, nó bao gồm cả thấp hơn hay cao hơn mức bình thường, bởi nguyên nhân sụt áp hay tăng áp đột ngột. Với mức điện áp này, nó có thể gây ra lỗi chức năng hoặc làm hư hỏng các thiết bị trong gia đình bạn. Điều này sẽ khiến cho bạn phải tốn các chi phí để sửa chữa hoặc có thể phải mua những thiết bị mới. Nhằm giảm thiểu sự lo lắng của khách hàng về vấn đề này, Daikin đã nghiên cứu và phát triển bản mạch in, còn gọi là PCB, được ứng dụng trong máy điều hòa không khí mới. Nó có thể chịu được điện áp cao cũng như điện áp thấp và được biết đến như là tấm lá chắn bảo vệ sự cố điện áp. Để đảm bảo rằng máy điều hòa không khí mới của Daikin có thể chịu được sự thay đổi của điện áp, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm mức chịu đựng điện áp tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Daikin. Trước tiên, các giàn nóng và giàn lạnh được lắp đặt bình thường. Tiếp theo, nguồn điện có thể thay đổi điện áp được kết nối. Quá trình này bắt đầu bằng cách cung cấp điện áp bình thường, tức là ở 220V. Sau đó, điện áp được giảm xuống còn 130V. Mặc dù mức điện áp đã giảm xuống còn 130V, nhưng hệ thống vẫn có thể hoạt động bình thường. Và khi điện áp hạ xuống dưới mức 130V, máy điều hòa không khí Daikin sẽ tự dừng hoạt động. Khi điện áp được điều chỉnh trở về giá trị cho phép, máy điều hòa không khí Daikin sẽ tự động khởi động lại. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thử nghiệm bằng cách điều chỉnh về mức bình thường là 220V và bắt đầu tăng lên 264V. Mặc dù điện áp đã được tăng lên đến 264V, nhưng hệ thống vẫn có thể hoạt động bình thường. Và khi điện áp được điều chỉnh cao hơn 264V, máy điều hòa không khí Daikin sẽ tự dừng hoạt động. Tuy nhiên, mức điện áp này có khả năng gây hư hỏng hệ thống. Nó còn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài tại thời điểm đó. Ngoài ra, chúng tôi đã thử nghiệm bằng cách điều chỉnh điện áp đến 440V, cao gấp 2 lần so với điện thế thực tế để kiểm tra độ bền. Tiếp theo, điện áp được điều chỉnh trở lại ở mức 220V để chứng minh rằng hệ thống vẫn có thể tự vận hành lại bình thường. Sau khi điện áp được điều chỉnh trở lại 220V, máy điều hòa không khí Daikin vẫn hoạt động bình thường mà không bị hư hỏng các bộ phận bên trong. Theo kết quả trên, rõ ràng là máy điều hòa không khí mới của Daikin có thể chịu được cả điện áp cao và điện áp thấp. Bạn sẽ không cần phải lo lắng hay chịu thêm bất cứ chi phí nào từ những sự cố gây ra bởi sự sụt áp hay tăng áp đột ngột. Daikin chúng tôi không chỉ tạo ra sự thoải mái trong căn phòng bạn, mà đó còn là cả sự an tâm trong quá trình sử dụng bởi hoạt động ổn định mà điều hòa không khí Daikin mang lại cho gia đình bạn.